Năm 2013, ông Phan Thanh Trà, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật Phan Ngọc Lê và ông Nguyễn Tấn Bình, giám đốc công ty trí tuệ Việt ký hợp đồng kinh tế với công ty cổ phần Shedmit Việt Nam. Sau khi thực hiện hợp đồng, ông Trà đã tự ý thay đổi máy nén nhập khẩu từ Trung Quốc như ký kết sang máy đã qua sử dụng do Nhật Bản sản xuất. Vụ việc được phát hiện nhưng đến năm 2017, sau 4 năm lắp đặt, tất cả các máy móc vẫn đang hoạt động tốt nên hai bên cùng thống nhất thương lượng, khắc phục đền bù. Hợp đồng kinh tế được ký kết giữa Trà, ông Bình với công ty Shedmit Việt Nam cũng thỏa thuận bất cứ trường hợp tranh chấp phát sinh từ hợp đồng đều được giải quyết trên tinh thần thương lượng hòa giải. Nếu hòa giải không thành, sẽ được giải quyết tại tòa. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Đà Nẵng và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng vẫn đưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tôi cũng có phản ứng, tại vì tôi nói với các điều tra viên, với cơ quan an ninh điều tra là tôi đây là án dân sự, chúng tôi đã ngồi với nhau rồi, đã làm việc nhiều lần rồi và chúng tôi đang tiến hành để làm những cái công việc còn lại theo cái cam kết bảo hành và biên bản đã ký, nhưng cơ quan điều tra vẫn hình sự hóa để bắt chúng tôi vào tù. Sau khi phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 24 tháng 3 năm 2017 đến ngày 9 tháng 5 năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng tiếp tục phê chuẩn lệnh khởi tố bắt tạm giam ông Bình về tội tương tự. Theo đề nghị của Cơ quan An ninh Điều tra Công an Đà Nẵng, đến 31 tháng 10 năm 2017, hai ông mới được cho tại ngoại sau nhiều tháng bị giam giữ. Lúc này, hai ông không còn lại gì. Công ty thì phá sản rồi, vì công nhân mất việc. Tôi thì mang bản án là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Rồi kinh tế dân dự tôi bây giờ là khách hàng của tôi đã mất hết rồi. Lâm vào cảnh hết sức khó khăn. Tôi bây giờ cũng chưa có việc làm gì hết, cũng đi làm thợ đồng thôi đó. Gặp chị làm nái làm để nuôi hai đứa con nhỏ. Ngày 13 tháng 4 năm 2018, tức là sau gần một năm, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do hành vi của ông Bình, Trà không cấu thành tội phạm. Là luật sư bảo vệ cho anh Trà thì tôi yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng cũng phải thực hiện cái luật trách nhiệm của nhà nước về bồi thường thiệt hại cho anh Trà để anh sớm được cái phục hồi về cái tinh thần cũng như một phần nào là về vật chất anh đã bị mất đi. Giờ đây, cả ông Trà và ông Bình đều đang chờ đợi một lời xin lỗi và cũng chưa rõ đến lúc nào thì được thực hiện.